Cây cọ bàng là một loài cỏ năng, người miền Tây thường gọi nó đơn giản là cây bàng. Và khi qua đôi bàn tay khéo léo của một anh nông dân ở xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, chúng ta trở thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp mắt như là nón, sọt, thùng đựng rác hay là chậu hoa. Điều đặc biệt không chỉ cung ứng thị trường trong nước mà chúng còn được anh Toàn đóng thùng xuất khẩu mang về thu nhập khá cao cho gia đình. Chuyên mục Nhà nông thông minh hôm nay mời quý vị ghé thăm cơ sở sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây cọ bàng này nhé. Đến cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàn chỗ anh Toàn, những ngày này, mọi người dễ dàng thấy được không khí làm việc sôi động và nhộn nhịp khi các chị nhân công đều lẹ tay cắt, may và đem túi xách ra sân phơi nắng để kịp đóng thùng giao cho người mua. Ở An Giang, bên đây. Lên đây cái mua đất ở đây rồi nhà cái khu bảo tồn á. Nhà khu bảo tồn cái là làm cái mình vô mình đi vừa làm mình vừa học nghề luôn. Học nghề cũng được khoảng tầm 8-9 năm á. 8-9 năm thì thấy thị trường nó mình cũng có khách hàng rồi. Rồi đầu cái mình thấy tự lập xưởng ra riêng làm luôn. Trung bình sức khoảng cả 50 ngàn cái vỏ, 50-60. Mình xuất được là như là Mỹ nè, rồi Đức, Anh, Pháp. Có được như ngày hôm nay, anh Toàn phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả. Song ngoài việc thạo nghề thì anh Toàn còn phải không ngừng sáng tạo, học hỏi, làm ra đa dạng mẫu mã sản phẩm và đặc biệt phải biết nhuộm màu để cho ra sản phẩm độc đáo, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Khó nhất á là khâu nhuộm màu á, khâu nhuộm màu là khó nhất. Tại vì cái màu á là nó không có chuẩn được, cái màu ít nhất á là nó đạt được 70-80% là vậy. Tại vì cái màu đỏ màu đen nó cũng trên là tại cái cộng bàn là cái gốc nó ăn khác, cái ngọn nó ăn khác, nó khác nhau hết vậy đó, mà nó không, nó cũng chênh lệch nhau là 70-80 chứ nó giống 100% là nó không giống hết rồi. Làm ông cái nhân màu là khó khăn. Hiện cơ sở anh Toàn làm có khoảng 1.000 mẫu, mỗi sản phẩm có giá dao động từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng một cái. Ăn nên làm ra nên gia đình anh Toàn không chỉ phất lên khá mà còn hỗ trợ và tạo công ăn việc làm cho khoảng 15 người lao động ở nông thôn với thu nhập 5 đến 6 triệu đồng một tháng một người. Mình có cái nghề này thì nó ổn định, gia đình đời sống của mình thì nó thu nhập ổn định hơn. Con cái đầu đi học hành nó cũng có thu nhập cũng ổn định. Mấy năm về trước á làm nó còn lời lời được chút là do không dịch bệnh. Còn cái như năm nay với năm rồi là làm như là làm chủ cơ sở làm có lời mà cũng phải cố gắng làm ăn giữ cái giữ lại cái truyền thống, cái truyền thống đảm bảo cho bà con có ăn việc làm. Bằng sự năng động và miệt mài sáng tạo, các sản phẩm bằng cỏ bàng như túi xách, thùng, sọt của anh Toàn vẫn được thị trường săn đón đặt hàng, giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định và góp phần đưa thương hiệu sản phẩm cỏ bàn ở địa phương lan tỏa đi xa.